Bây đi nghiêng rồi đó, bây giờ nha. Hai pro. Thì khá là lâu rồi thì tôi chưa có ra clip mới. Và cũng khá là lâu rồi thì tôi cũng chưa có chọn ai. Thì chuyện là ngày hôm nay tôi mới tậu được một em máy phun khấu, nên là tôi quyết định là sẽ cho một người rất là gọi là rất là có quyền lực trong nhà tôi. Đó chính là mẫu hậu của tôi. Thì kế hoạch là như sau. Ok, thì kế hoạch là tôi sẽ dùng cái bong bóng này tôi cho anh mẹ tôi nha mọi người. Thì bây giờ đầu tiên là mình thổi nó lên trước. Sao nó sẽ cột lại? Đây, sao mà lại vậy? Ê, chơi một cái được rồi ha, một cái được rồi. Đừng có đêm mà chơi hai cái ác với dừng lại lắm. Nổ cái ta nghi ngờ nhân sinh luôn. Đó là thôi chơi một cái ha. Rồi kế hoạch là sẽ là như sau. Thì tôi sẽ có nhiệm vụ là tôi phun khói, còn thằng này nó có nhiệm vụ là nó chích cái bong bóng, đúng không? Khi nào mà nó chích cái bong bóng xong, đúng không, tôi sẽ bơm khói vô, là tôi sẽ làm cho mẹ tôi hiểu lầm là nhà bị cháy. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Cái gì vậy bà nội? Nhiều rồi. Run. Quê. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Mày làm gì vậy? Xưa nay thế gian quanh mình vẫn luôn luôn làm những pha hơn hồn. Xung quanh nhau đối tốt người mình sẽ luôn cho. Wow. Mày đi nghiêng rồi đó. Mày đi nghiêng rồi đó. Rồi. Mày xong rồi. Đi cùng cùng đâu à. Má tôi chửi mọi người. Thiếu điều chưa muốn đuổi ra khỏi nhà thôi. Rồi ok, thì mình cho anh tới đây là kết thúc nha, có gì? Ok, thì mình cho anh tới đây là kết thúc nha, có lẽ là mình cho này là ngắn nhất từ trước tới giờ rồi đó. Nhưng mà nếu mọi người thấy clip này hay thì mọi người cho tôi một like, một subscribe để tôi có thêm động lực tôi ra nhiều clip mới cho mọi người coi nha. Ok, thì bây giờ bye bye.